Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Vua, theo từ điển tiếng Việt, là người đứng đầu nhà nước quân chủ, thường lên cầm quyền theo đường kế vị. Ngày nay, làm vua như định nghĩa trên không còn nữa. Nếu có, thì chỉ là ngôi vị tượng trưng, điểm quy tụ của một dân tộc. Chúa Giêsu được gọi là vua, nhưng chính Ngài lại không bao giờ tự nhận danh vị đó. Khi Phi-la-tô hỏi Ngài: Ông có phải là vua không? Thì cả bốn thánh sử đều ghi lại câu trả lời dứt khoát của Ngài: Đó là ông nói như thế. Tên mà Đức Giêsu tâm đắc nhất là tên Tôi Tớ. Danh này đã được tiên tri Isaiah tiên báo trong các bài ca, được gọi là bài ca về người Tôi Tớ. Đức Giêsu cũng xác nhận danh đó khi Ngài nói với các tông đồ: Thầy đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Thầy ở giữa anh em như người Tôi Tớ. Chính xứ phục vụ, quên mình đã tôn lên Ngài lên làm vua, chứ không phải động cơ nào khác. Đức Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Ngày nay,
người ta phân biệt ba dạng uy tín của một người lãnh đạo. Đó là uy tín hình thức, uy tín tinh thần và uy tín hành động. Cả ba dạng uy tín trên đều là điều kiện ắt đủ đối với người lãnh đạo. Nhưng uy tín hình thức do chức vụ, hay do cha truyền con nối, hoặc do mua chuộc là thứ uy tín lỏng lẻo, có thể mất đi nhanh chóng do thiếu năng lực, phẩm chất. Chỉ có uy tín tinh thần do tài đức, do hành động phục vụ quên mình mới bền vững và làm cho người đứng đầu được tôn vinh, kính nể. Đức Kitô tuy là Chúa, là Thầy, là nhà lãnh đạo, nhưng trước hết, Ngài là người phục vụ. Ngài trở nên mẫu gương phục vụ sống động cho nhân loại biết phục vụ nhau, coi nhau như anh em con một cha trên trời, mà Ngài là trưởng tử. Thật là ý nghĩa khi phục vụ cho đọc bài Tin Mừng Thánh Matthew trong lễ Chúa Kitô Vua hôm nay. Khi người nghèo khổ, người bị áp bức, được bênh vực, được chăm sóc, chính là Đức Kitô được quý mến, được bao bọc và được vỗ về. Vậy ai làm những việc yêu thương? Chính người ấy tôn Chúa làm vua và cùng đồng trị với Ngài. Chúa chỉ muốn làm vua, nghĩa là làm tôi tớ những người cơ cực, thấp hèn. Nước Chúa cũng là nước hoan lạc và bình an. Công dân nước Chúa cũng là công nhân xây dựng hòa bình, kiến tạo công lý. Vì công lý là điều kiện cho một trật tự xã hội mới. Công lý bao hàm sự thật. Quả thế, trả lời cho câu hỏi của Tổng trấn Pilato: vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đã khẳng định: tôi đến để làm chứng cho sự thật. Câu trả lời bất ngờ hàm ý nói rằng: tôi là vua sự thật, là vua công lý. Câu nói ấy cũng khiến cho Phi-la-tô vừa chưng hửng, vừa giật mình thức tỉnh, đắn đo trước khi tuyên án. Ông đã rửa tay để phủi tay, không dám nhận trách nhiệm. Như thế, mọi Kitô hữu phải phục vụ chân lý, và trước hết, phải giải phóng mình khỏi nô lệ ích kỷ và những đam mê bất chính. Suy tôn Chúa Kitô là vua, chúng ta hãy là thần dân của vương quốc yêu thương, vương quốc công lý và sự thật.